Ok, xin chào tất cả các bạn. Và lại là Tokyo Camera đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề đang khá là nhức nhối trong cộng đồng chơi flycam nói chung của anh em, đó là về mặt hàng Riverbeat của DJI. Đầu tiên thì chúng ta cần tìm hiểu xem là hàng Riverbeat là cái gì. Hàng Riverbeat cũng giống như là của iPhone Riverbeat, những cái hàng CPO ấy, thì nó sẽ là những cái mặt hàng mà đổi trả bảo hành. Khách hàng bị lỗi sản phẩm gì đấy xong lại gửi trả lại cho DJI. DJI lúc đấy sẽ bắt đầu bảo hành này và sửa chữa tất cả các linh kiện, sau đó sẽ đóng hộp lại, sau đó thì sẽ trở thành hàng Riverbeat. Và cái mặt hàng này sẽ tiếp tục được đưa ra thị trường nhưng với cái tên là Riverbeat chứ không phải là hàng chính hãng new 100% nữa. Về cái hàng Riverbeat này thì hãng sẽ phân phối như thế nào thì anh em có thể lên store của DJI, store.dji.com. Chúng ta sẽ search cái từ khóa là Riverbeat Unit thì kết quả trả về sẽ cho chúng ta là cái sản phẩm đấy, hàng Riverbeat giá bao nhiêu và hàng new 100% giá bao nhiêu. Như tôi thấy ở đây nhé, ví dụ là một sản phẩm Mavic Pro đi, hàng Riverbeat trên store sẽ bán với giá là 799 đô, nhưng cái hàng new thì sẽ là 999 đô, nghĩa là đắt hơn khoảng tầm hơn 4 triệu đồng. Còn về kiểm tra hàng Riverbeat như thế nào thì thứ nhất là chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp trên cái vỏ hộp của cái sản phẩm mà mình mua. Ví dụ ở đây tôi có một chiếc Mavic 2 Pro, chắc chắn đây không phải Riverbeat Unit, chắc chắn đây không phải Riverbeat Unit rồi. Thì để mà check được cái hàng mặt hàng của các bạn có phải là Riverbeat Unit không thì chúng tôi nhận được thông tin từ hãng là chúng tôi sẽ check được từ hãng. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn có thể tự check bằng cách là xem phần EAN này, nó sẽ có một đống ký tự ở đây và cái kết thúc bằng một số hoặc một ký tự gì đấy, không phải R. Nếu mà là R thì sẽ là hàng Riverbeat, hoặc là ở phần series này, hết phần series nó sẽ gạch ngang một cái và nó có chữ R thì sẽ là hàng Riverbeat. Đấy là một trong hai cách để chúng ta phát hiện được ra đấy là hàng Riverbeat hay không. Ngoài ra thì các bạn có thể inbox cho chúng tôi cái series number của mặt hàng các bạn thì chúng tôi sẽ check trên hệ thống. Cái việc này thì chỉ có những cái cửa hàng là đại lý của DJI mới có thể check được, ví dụ như Tokyo Camera, còn lại thì người dùng sẽ không thể tự động check được. Vậy là mình khuyên các bạn là nên mua ở những cửa hàng uy tín thì người ta sẽ bán những cái mặt hàng mà new và bán với giá new. Riverbeat bán với giá Riverbeat chứ không thể lừa khách hàng là bán hàng Riverbeat với giá new được. Ngoài ra thì có nên mua hàng Riverbeat hay không, cái này thì tùy vào từng người thôi. Giống hàng CPO của iPhone ấy thì những người mà muốn đảm bảo an toàn 100% và túi tiền của họ đủ đáp ứng cái nhu cầu thì họ sẽ mua những hàng new 100% chứ không phải là hàng Riverbeat. Còn những người mà muốn trải nghiệm với mức tiền giá thấp hơn thì các bạn có thể sử dụng hàng Riverbeat nhưng phải mua tại những cái nơi mà họ cung cấp đúng là hàng Riverbeat, bán với giá Riverbeat và họ đảm bảo cái việc bảo hành cho các bạn chứ không phải là mua bán trao tay là xong. Đó, còn tại Tokyo Camera thì chúng tôi chắc chắn 100% chỉ bán hàng new và chúng tôi không muốn bán hàng Riverbeat Unit. Vì sao? Vì cái việc này nó gây ra cái việc mà bảo hành rất là lâu cho các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc thời gian sử dụng các bạn, nó không thể đảm bảo được khi mà các bạn muốn sử dụng cái flycam của mình hay là chiếc Osmo của mình đi đâu chơi nhưng mà chẳng hạn mà có vấn đề gì mà nó vẫn nằm trong thời gian bảo hành thì cái đấy rất là bất lợi cho các bạn. Đó. Và đấy là tất cả những cái vấn đề về mặt hàng flycam hay là gimbal Riverbeat. Có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt ở bên dưới và chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất có thể. Hãy là người tiêu dùng thông minh, mua đúng cái sản phẩm mà vừa với giá tiền của mình theo đúng cái nhu cầu của mình các bạn nhé.